xin chào đón tất cả quý khán thính giả đang đến với phần 2 của chương trình đặc biệt ngày hôm nay với một phần khách mời mà tôi nhà rất là ngưỡng mộ, đó chính là bác Nguyễn Phúc, là sĩ quan cảnh sát trong thời Việt Nam Cộng Hòa. Và bác đã đến đài IBC ngày hôm nay để chia sẻ những công việc của mình từ lúc còn là một vị sĩ quan cảnh sát, cũng như là những cái kinh nghiệm khi mà vừa mới đặt chân tới Hoa Kỳ, hay những cái kỷ niệm mà đã đi trong cuộc đời của bác. Thì trong phần 2 này, tôi nhà muốn hỏi đến ông, đó là được biết ông cũng là một trong những mạnh thường quân giúp đỡ rất là nhiều hoàn cảnh khó khăn tại quê nhà cũng như nhiều nơi khác qua những hoạt động từ thiện của Hội Hoa Sen Việt. Đặc biệt trong những buổi gây quỹ thì em là một trong những người rất tích cực trong việc kêu gọi cũng như là giúp cho mọi người làm cái nhịp cầu kết nối rất là nhiều những tấm lòng nhân ái đến với Hội Từ Thiện Hoa Sen Việt. Thì em có thể chia sẻ cho quý khán thính giả được biết về vấn đề này ạ. Kính thưa quý vị khán thính giả, kính thưa cô Thiết Nha. Thì ở miền Nam Cali này cũng có nhiều hội, chẳng như hội HO, cứu trợ thương binh Việt Nam Cộng Hòa, và đại hội nhạc Cảm Ơn Anh cũng cùng mục đích là gom góp tiền để cứu trợ những người thương binh bên Việt Nam, và cả hội bạn người cùi. Và đài ABC này thì cũng có tổ chức hội Hoa Trang Việt, và được sự yểm trợ tinh thần của chùa Điệu Ngữ và của rất là đông đồng bào Phật tử cũng như đồng hương. Thì qua những năm tháng mà hội Hoa Trang Việt sinh hoạt thì tôi thấy là tất cả người thiện nguyện viên rất tích cực và rất giữ gìn được trong tính cách trong sáng của công việc từ thiện. Đó là điều quý giá vô cùng. Và qua những năm tháng thì hội Hoa Trang Việt cũng làm được những việc rất có ý nghĩa, có thể có cứu trợ cấp thời khi có thiên tai bão lụt, những người dân bên nhà gặp cái hoàn cảnh khó khăn hoàn nạn, và cứu trợ và giúp đỡ lâu dài thì làm những căn nhà tình thương để cho những người khó khăn, và hy vọng rằng với phương tiện căn nhà đó họ sẽ tạo được mái ấm gia đình. Thứ hai nữa là làm những cây cầu hoặc sửa lại cây cầu nơi vùng xa xôi, giúp cho đồng hương ở bên đó có phương tiện đi lại dễ dàng, và đặc biệt nhất là giúp cho các em học sinh đến trường một cách an toàn. Thì và nghĩa là tuy cộng đồng Việt Nam có thể tài sản vật chất chưa bằng những cộng đồng khác, nhưng rất giàu lòng nhân ái và sẵn sàng chia sẻ những lúc hoạn nạn. Và với thực thi với câu truyền dạy của ông cha là lá lành đùm lá rách, lá lành đùm lá rách và miếng khi đói bằng gói khi no, đã trở thành truyền thống và chia sẻ với nhau những điều cần thiết lúc hoạn nạn. Và tôi cũng khi mỗi lần hội Hoa Sen có những tiệc gây quỹ thì tôi có đi tiếp xúc nhiều người, và họ cũng rất là biết được hội Hoa Sen Việt, cho nên họ cũng sẵn sàng tham gia. Và cũng có người họ nói là chưa nay tôi cũng muốn làm việc này, nhưng tôi không biết làm ở đâu và phải làm gì, và năm 30 thì mình nghĩ mình giúp được gì trong công việc lớn lao này. Thì tôi có xin thưa rằng bởi vì mỗi người tùy năm 30 một cái bát cơm để gây quỹ thôi, thì nhiều người cũng đóng góp được cho những hội Hoa Sen Việt làm những việc rất có ý nghĩa, như là cứu trợ những người lúc hoạn nạn. Thì mà cho nên cái làm việc từ thiện không phải là tùy theo khả năng, không phải của nhiều của ít, miễn mình làm cho hết bổn phận và lương tâm của mình, đem lại niềm vui cho người khác thì mình cũng thấy vui. Thưa cô Tuyết Nha. Và điều đó cũng rất là đáng trân quý khi mà trở thành nhịp cầu để mà kết nối những cái tấm lòng như vậy, phải không ạ? Tại vì rất là nhiều vị không có biết, như là má vừa nói là có những vị không có muốn làm từ thiện nhưng không biết phải làm như thế nào, hoặc là có người cũng muốn làm rồi, thì bây giờ sẽ có một cái nhịp cầu ở giữa. Vâng, ra đây đây xin thưa quý vị, mặc dù không có nói ra nhiều nhưng mà ông cũng đã giúp đỡ rất là nhiều trong việc mà vận động hoặc là huy động hoặc là khuyến khích mọi người cùng chung tay góp sức cho những cái công việc thiện lành.
tạm rời với cái vấn đề mà từ thiện hay là những cái kỷ niệm mà mới qua này kia vâng trong tại Hoa Kỳ hoặc là từ thời làm sĩ quan cảnh sát, thì bây giờ ở tại Hoa Kỳ cũng một thời gian rất là lâu rồi, thì ông cảm thấy như thế nào trong vấn đề mà gìn giữ tiếng Việt, đặc biệt là cho tuổi trẻ? Kính thưa quý vị khách đánh giả, thưa cô Thích Nha, tôi thấy rằng giữ gìn tiếng Việt là một điều rất quan trọng và rất cần thiết. Mọi người cần phải nỗ lực cố gắng lâu dài thì để mà giữ gìn tiếng Việt. Thì tôi thấy ở đây là cộng đồng Việt Nam cũng đã làm những việc đó, chẳng hạn như những văn sĩ trí thức nghĩa là thành lập những cơ quan truyền thông, truyền hình hay là báo chí, là cũng nhằm mục đích là giữ gìn tiếng Việt trong những người Việt Nam mình xa xứ đến đây. Và tiếng Việt nó, tôi nghĩ nó cũng có hai phần. Ở trong gia đình thì tính cái tiếng Việt để làm dịp cầu, để cho những thế hệ trong gia đình mỗi khi sum họp để mà chuyện trò với nhau qua tiếng Việt, thì để tạo niềm thông cảm mà thương yêu, giúp đỡ nhau trong gia đình nhiều hơn. Và thứ hai nữa, về phần xã hội, về cộng đồng, thì đây là cũng là một cái chìa khóa để cho những thế hệ trẻ có thể biết được tiếng Việt, có thể dễ dàng hiểu được lịch sử và nguồn gốc dân tộc Việt Nam, và họ cũng hiểu được rằng nguồn cơn nào, hoàn cảnh nào mà cha ông họ rời khỏi đất nước để đi đến một nơi, một quốc gia khác. Thì tôi thấy rằng cộng đồng mình thì cũng mới 50 năm mà cũng đã có nhiều cố gắng, cố công để giữ gìn tiếng Việt. Mà tôi đã thấy những cộng đồng khác có thể họ ở đây rất lâu, có thể đôi 300 năm, nhưng khi họ giao tiếp với nhau, họ vẫn nói bằng ngôn ngữ của họ. Thì đúng, tôi rồi. Nghĩ rằng mong mỏi rằng cái cộng đồng mình cũng truyền nối được như vậy, nghe từ thế hệ này sang thế hệ khác cũng giữ gìn được tiếng Việt. Và nghĩa là để mà như cụ Phạm Quỳnh đã nói, tiếng Việt còn, nước ta còn. Theo tôi nghĩ như vậy cô. Nhưng mà cá nhân của ông Nguyễn thì có cách nào để cho mỗi một gia đình chúng ta có thể khuyến khích hoặc là có thể duy trì tiếng Việt trong vấn đề dạy dỗ cho các con không ạ? Dạ thưa cô, vấn đề gia đình ra thì tôi thấy rằng cũng có những tổ chức chẳng hạn như là chương trình Việt ngữ các trung tâm, và hơn nữa tôi thấy là các gia đình Phật tử thì ngồi ra về sinh hoạt, về những vui chơi lành mạnh, về học tập về Phật pháp thì cũng có chương trình giả tiếng Việt để giúp cho phụ huynh ở những hoàn cảnh mà ở dưới trường hợp mà mình không có thì giờ để mà dạy dỗ con cái lúc lúc cần thiết, thì nghĩa là cũng có nơi cho cháu để mà gửi con em đến để mà trau dồi học tập cũng như vui chơi lành mạnh những ngày cuối tuần. Và chính như cái đài truyền hình ABC đây cũng là một công tác rất là phổ biến về tiếng Việt, cũng chẳng hạn như về tâm linh thì có những chương trình Phật pháp, nhất là chương trình về sống đời sống Phật của quý thầy thì cũng là đem đến cái tâm linh cho mọi người. Và cô Thiết Nha cũng làm những chẳng hạn như là làm những công việc mà để gần gũi với mọi người, là có thể tuyển chọn những người biết hát mà để ca những bài tâm linh và đạo hiếu, thì đó cũng vừa tính cách phổ biến tiếng Việt và vừa tính cách giáo dục để cho các em nghe là truyền bá điện cho các em để làm nghĩa là làm chữ hiếu để mà có sự cái tâm hiếu vậy. Xin cảm ơn ông rất là nhiều, nhưng vì thời lượng có hạn cho nên chúng ta đành phải giới hạn cái buổi tâm sự và trò chuyện ngày hôm nay. Như quý vị cũng biết là từng là sĩ quan cảnh sát, cho nên ông Nguyễn Phúc có rất là nhiều những cái tâm tư cũng như những cái tình cảm đặc biệt đối với tuổi trẻ, và cũng sống theo một cái lối kỷ cương nữa. Cho nên rất là mong muốn giới trẻ sẽ có tiếp tục phát huy nữa và duy trì nữa tiếng nói của đất nước chúng ta bằng những cách như là ông nói, là có thể tham gia vào gia đình Phật tử, rồi tham gia những hội đoàn tiếng Việt, đón xem những chương trình truyền hình Việt ngữ như IBC chẳng hạn, hoặc là đến những ngôi chùa mà Việt ngữ để chúng ta có thể vừa rèn luyện tiếng Việt, vừa học hỏi về đạo pháp và vừa tu dưỡng tâm linh. Rất là nhiều những cách thức mà ngoài vấn đề là
trau chuốt nhất là vẫn là gia đình, là phải duy trì tiếng Việt cho con cái ngay trong gia đình thì chúng ta có thể tham gia ngoài xã hội với những cái hoạt động như trên. Và Tuyết Nha cũng rất là cảm ơn ông đã đến trong buổi phỏng vấn đặc biệt ngày hôm nay. Ngoài ra ông còn muốn chia sẻ gì cho quý khán giả trước khi nói lời tạm biệt ạ? Dạ, tôi cũng mong muốn rằng cái Hội Hoa Sen Việt tiếp tục sinh hoạt và tiếp tục về gây được quỹ từ thiện, và kính mong quý chúng chư tôn đức chùa Điệu Ngự tiếp tục yểm trợ về mặt tinh thần và phương tiện để sinh hoạt. Và tôi cũng mong muốn một ngày nào đó trở lại bình thường, không có còn dịch bệnh, thì cũng mình cũng sinh hoạt rộng khắp ra một chút, có thể mở những tiệc gây quỹ để mục đích để kiếm tiền, đúng để rồi. Có tiền gửi về. Hai năm nay chúng ta không có tổ chức gây quỹ hai năm rồi. Và tôi chúc đại ABC và cũng như Hội Hoa Sen Việt mỗi ngày một thăng tiến trong mọi công việc. Cảm ơn ông và cũng chúc ông rất là nhiều sức khỏe và an lạc. Và Tuyết Nha cũng xin trân trọng kính chào tất cả quý vị và kính chúc quý vị vô lượng an lạc. Xin chào quý vị, kính chào quý vị khán thính giả.